Dạ, Quý Ngọc xin chào cô chú và anh chị kính mến. Dạ thì hiện giờ là Quý Ngọc cũng đang ở ấp Vĩnh Nghĩa, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, cô chú và anh chị. Dạ thì hôm nay Quý Ngọc cũng có nhận được cuộc điện thoại của anh Dũng. Thì anh Dũng có chia sẻ về một hoàn cảnh của ba thành viên trong gia đình. Mà ba thành viên bây giờ hiện giờ là hai người bệnh rồi cô chú và anh chị. Thì cuộc sống hàng ngày là chỉ phụ thuộc vào là người mẹ và người vợ thôi. Trước đây là em trai này là con của chú với dì, là trụ cột trong gia đình đi làm. Nhưng mà bị tai nạn từ ngày gãy giò tới bây giờ thì cuộc sống gia đình cũng khó khăn. Bây giờ Ngọc xin mời cô chú và anh chị cùng với Ngọc đi vào tiếp cận với gia đình để hiểu thêm câu chuyện như thế nào nhé. Nguyễn Ngọc cũng đến ngay nhà của chú rồi nè. Dạ con chào cô nha. Dạ cô là chủ nhà này hay sao cô? Không phải, cái này là như xóm thôi. Dạ cô là ở xóm hả? Thì con thấy cô hình như là người dân tộc Chăm quá phải không? Dạ thì Nguyễn Ngọc thấy cô cũng mặc cái xà rong này nè cô chú và anh chị. Cô là hàng xóm của gì ở đây hả cô hả? Hàng xóm là như tại vợ trong khu dân cư người Chăm đó, Dạ nhớ mà ở đây người Kinh, còn tôi không khu dân cư người Chăm á, dạ thì từ đây lại đó thì cũng vài trăm mét thôi. cũng dạ xa đó, cũng vài trăm dạ cô năm nay được mấy mươi rồi ạ? bảy Cô bảy mấy rồi đó hả? mấy Bảy mấy mà nhìn cô cũng đâu có rồi. già đâu ha. dạ Bảy mấy rồi, ông mất dạ rồi, 73 đó, bây giờ ông cũng mấy năm rồi đó. dạ vậy là chú cũng mới mất đây hả Mất gì? đây hồi trước đó là dạ ông làm bên người cao tuổi. dạ vậy ha. Thì con nghe nói là cái trường hợp của chú với dì ở đây cũng rất là khó khăn. Cô có thể cho con biết về đôi điều của hoàn cảnh gia đình của chú với dì ở đây được không ạ? Cái này là ở đây thì biết thực tế bà, tại vì cũng có thường xuyên đi móc túi, tôi Dạ cũng đi móc túi, đi buôn bán lợi đằng kiếm ăn, dạ rồi bà cũng đi buôn bẻ rau buôn bán vậy đó, dạ rau 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 ngoài đường dựng cho ngoài á, dạ cái xe đạp bà cũng nè đó, để rau để bà dạ bán đó, à mình cứ thấy thì thực là tế. chiếc xe này hàng ngày là coi như là gì bẻ rau xong đi Bẻ bán bỏ đây hả cô rau vô ha? bán, là rồi đi Dạ móc bắp nữa, móc móc bắp bắp nữa. ta chặt bắp rồi đó, móc bắp rồi đem về bán, luộc dạ bán đó. Rồi thằng em trai thì đi làm kiếm tiền cho mẹ rồi bị tai nạn dạ dạ con cảm ơn cô nhiều ha. vậy. Để con hỏi thăm chú với em trai tí xíu. Rồi Dạ dạ con chúc cô nhiều sức khỏe rồi nha. Dạ rồi 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 chúc chú làm mà cũng được may mắn dạ con cảm ơn cô. Dạ à, thì đây nè cô chú và anh chị, thì chú là chủ nhà ở đây nè. Dạ con chào chú ha. Dạ chú bị bệnh lâu chưa chú? năm nay cũng bị hành vi cũng 3 năm rồi gì à. 3 năm hả chú? Mà trong khi đó là mình có đi Sài Gòn đồ khám chưa hả chú hả? Chưa có đi Sài Gòn Mình khám ở vòng vòng huyện này thì có rồi hả? tám mươi quyền Rồi trước đây là bác sĩ người ta cũng nói về cái bệnh tình mình là bệnh gì hả chú hả? thì bệnh bị thói quá hai bên xương bánh chè. Thoái hóa hai bên xương bánh chè. Nhưng mà Nguyễn Ngọc thấy cái bụng của chú cũng rất là to nè cô chú và anh chị. Thì hai cái chân của chú thì hình như là đã teo rồi. Chú có đi đứng lại được không hả chú hả? Không có đi đứng được đâu, lẫn cận chứ có đi đứng được, Mình dịnh giường đi tới đi lui được không chú? đi chút đỉnh một hai bước được cũng nhiều. Dạ vậy đó ha. Rồi chú ngay chân ra con coi thử chú. Thì cái chân của chú nhìn thấy cũng rất là yếu cô chú và anh chị. Dạ dạ cái tay kiểu như nó nổi mẩn mấy mụn đỏ lên trơn hả chú hả? Nó lâu nó Dạ đổ gì hoài. rồi tối mình ngủ dễ ngủ không hả chú? Có ngủ đêm ngủ rồi được 2-3 tiếng đồng hồ gì. Dạ vậy đó ha. Mà từ ngày cái bụng của chú mà nó lớn lên cỡ này rồi mình thấy rất là khó chịu trong người phải không chú hả? Đúng rồi. Dạ thì đây nè cô chú và anh chị, cái bụng của chú là nó căng tròn nó hết trơn mà lên bóng luôn nè. Cái hiện tượng này là bao lâu rồi hả chú hả? Nãy nó 3 năm rồi. 3 năm rồi ha, là từ lúc phát bệnh lên là cái bụng mình nó to luôn hả chú hả? Đúng rồi. Dạ chú năm nay được mấy mươi rồi chú? Nên 60 rồi. Dạ chú năm nay 60 hả? Dạ tên gọi hàng ngày của chú là tên gì? Tên Mỹ. Dạ chú Mỹ ha. Dạ chú Mỹ năm nay 60 rồi. Còn dì, dì năm nay được mấy mươi hả hả chú? 59. Dạ dì 59. Dạ thì bây giờ là công việc hàng ngày của dì là dì đi làm cái gì hả hả chú hả? Đi hai cao á. Dạ đi hái rau bán thôi. Dạ gia đình mình là có mấy thành viên chú? Ba thành viên Là có 3 thành viên, coi như chú với dì với là em trai ha.
Dạ, em trai là con của chú đó ha. Đúng rồi. Dạ. Về con có nghe nói là em ấy bị tai nạn, là bị lâu chưa chú hả? Bị hồi hôm Tết năm rồi tới giờ. Tết năm rồi ha. Dạ, thì trước đây thì theo như Quý Ngọc nghĩ là em trai đó chắc cũng là trụ cột trong gia đình đó cô chú và anh chị. Nhưng mà giờ bị tai nạn như kiểu này thì cũng hơi vất vả cho gì nữa. Dạ, thì chú cũng có nói là vợ của chú hàng ngày là chỉ đi hái rau, rồi đi móc lúa, rồi để bán là coi là kiếm tiền sinh sống qua ngày. Dạ, con cảm ơn chú, để con hỏi chuyện em trai tí xíu ha. Dạ. Thì chú nói trong gia đình của chú là có 3 thành viên. À, thì đây là cô chú anh chị, à, em trai nằm đây nè. À, anh chào em nha. À, để cho anh gửi cái này coi dễ nói chuyện. À, em bị tai nạn lâu chưa? Khoảng 3-4 tháng rồi. 3-4 tháng. 4 tháng. À, hồi nãy anh có hỏi ba em thì ba em nói là bị hồi năm ngoái. Nhiều khi từ Tết tới giờ cái trí nhớ của chú cũng không được minh mẫn ha. Dạ. À. Rồi hồi đó mình đi làm công việc gì mà té dữ vậy em trai? Em chạy lên Bình Dương tới cái chuyện là Dương, hả? Hello, em xoay quanh coi coi. À, thì đây là mổ, cái này là bị gãy xương đùi nè ha. Gãy xương đùi. Ừ. Em đi làm cho Bình Dương đó hả? Dạ. Yeah. À, em tên gì? Nguyễn Mừng. À, em Mừng. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả Mừng? 30 anh. 30 ha. Rồi trước đây mình có vợ chưa hả Mừng hả? Chưa anh. À. Rồi anh cũng nghe nói là hằng ngày là mẹ đi hái rau. Dạ. Yeah. À. Dạ con cảm ơn dì nha. Dạ dạ, là mình bị một bên giò trái này đó hả Mừng hả? Dạ. Ừ. Bây giờ là em đi đứng đồ lại lòng vòng trong nhà mà được không hả Mừng? Chưa được nữa hả? Em chỉ kiểu đi đó tập đi từ coi như mình bệnh những cái vách này mình đi thôi ha. Dạ. Rồi đi vệ sinh thì sao, mình đi ra cầu tiêu rồi được không hay đi tại chỗ? Đi đây mà mẹ đậu. À đó, thì bây giờ em ấy cũng chưa đi đứng lại được nữa cô chú và anh chị, thì mỗi lần đi vệ sinh thì cũng có cái bô là để cho mẹ bưng đi đổ thôi. À, còn cái chiếc xe lăn này là anh thấy là em di chuyển lên xe lăn này em lăn đi hả? Dạ. Đó, thì năm nay cũng 30 tuổi cô chú và anh chị, nhưng mà bây giờ tai nạn ập đến kiểu này thì cũng cảm thấy khó khăn cho gia đình quá trời. Cha bệnh rồi tới con bệnh, giờ là coi như gánh nặng cho là người mẹ và người vợ của chú nữa. Rồi mẹ em đâu rồi hả Mừng hả? Đi hái rau anh. Đi hái rau hả? Dạ. Đi hái rau đây, từ đây mà ra cái chỗ hái rau sao Mừng? Khoảng 300 thước chứ. Vậy đó hả? Là ngày nào rồi mẹ cũng đi hái hết trơn ha? Dạ. Ừ. À, thì em Mừng cũng nói là mẹ đã hái rau của chú anh chị. Thì thôi bây giờ là Nguyễn Ngọc cũng đưa cô chú anh chị ra ngoài để gặp dì, để xem dì hái rau như thế nào nha. À, thì thôi anh cũng đi ra ngoài chỗ của mẹ em ha. Dạ. Ở đây là mình đi thẳng ra sao luôn hả Mừng? Dạ. À. À, đâu, ai giống dì quá nè cô chú. Đây nè, đây nè, à, chắc dì hái rau đây quá. Dạ, thì bây giờ Quý Ngọc sẽ đưa cô chú và anh chị mình ra đó nha. Dạ, thì đây theo cái bãi đất này chắc của mọi người xung quanh đây thôi, chứ còn dì với chú là ở ngay cái tuyến dân cư. Hình thử ra cũng không có đất cát gì đâu cô chú và anh chị. Dạ thì đây gì đây nè cô chú. À gì hái rau đây nè. Dạ con chào gì. Dạ. Dạ. Nãy con có ghé nhà nghe nói là gì đi hái rau. Dạ. Dạ. À, cái rau này rau chay phải không dì? Dạ, rau chay. Rau chay ha. Đây dì cho con gửi cái này nói chuyện cho nó dễ nghe. Đây là ghim vô đó đi. Dạ. Dạ. Dì đi hái từ bao giờ? Hái từ sáng tới giờ có mấy tiếng hồ. Vậy đó hả? Dạ. Dạ. Rồi rau chay này mình bán 1 ký được bao nhiêu hả dì hả? 1 ký được 20. Ký 20 hả? Dạ. Dạ.
Dạ, lạc chai sạch lợ. Cái rau chai này nấu canh ăn ngon lắm á gì? Dạ. Dạ. Ăn mát nữa. Dạ. Rồi trước kia mà em với chú chưa bệnh là gì, đi làm công việc gì? Đi nấu bắp bán. Dạ. Về hái rau, về nấu bắp rồi cho ông bán rồi mình bán luôn. Dạ. Mặn nghề gì tôi cũng mặn cũng được, mốt lúa, tôi mùa thì mốt lúa bán. Dạ, mốt lúa nữa hay gì hả? Dạ, da bà đồng nè. Dạ. Dì năm nay được mấy mươi rồi hả dì? 59 tuổi. Dì 59 tuổi rồi hả? Dạ. Dạ. Rồi tên gọi hàng ngày của dì là tên gì? Tên tên Nhận. Dạ, dì Nhận ha. Dạ. Biên Nhận đó ha. Dạ. Dạ, thì dì của năm nay cũng 59 tuổi của chú. Dạ. Dì tên là dì Nhận. Dạ. Dạ. Ngoài cái rau chai này là mình còn hái được cái rau gì nữa hả dì Nhận hả? Rồi người ta cho một phơ. Dạ. Rồi giờ muốn cái này kia mình có gì mình hái nấy bán nè. Dạ, rau muống bên vườn tôi nè. Dạ đó dì, dì này cũng chỉ là rau muống bên vườn tôi nè. Dạ. Mà nó ra nhiều rau muống lắm hả dì? Dạ. Dạ. Ủa dì, đây là cái vườn này là của dì hả? Chà, đất rộng quá trời ha. Này nè. Dạ. Vậy là ở dưới này mình nuôi cá hả dì hả? Cá. Dạ. Mình nuôi cá gì vậy dì? Cá trê với cá rô. Cá trê với cá rô hả? Dạ, ở dưới thì nuôi cá nè cô chú và anh chị, còn ở trên thì dì cũng trồng cây ăn trái rồi hoa màu rồi, nhìn rất là hấp dẫn nè cô chú. Dạ. Dạ. Chà, hai vợ chồng già rồi nhưng mà có cái mảnh vườn này là dưỡng già là ngon lành đó nha dì. Nhiều người ta mơ ước lắm nhưng mà không được đâu. Dạ, ở đây cũng Ngọc thấy cây có mực cũng dạ, nhiều quá. Dạ, giáo đây sạch lắm. Dạ, thì rau ở đây là rau sạch nhiều nè hả dì Nhận ha. Hái rau là người ta gặp người ta phái lắm. Dạ. Ta gặp ra mình về mình lặt lợn nữa, chứ đâu phải để gì bán. Vậy là bây giờ trong nhà là chỉ phụ thuộc vào những cái mớ rau của dì thôi. Dạ. Dạ. Giờ mắt mờ đâu có thấy đường, không dài rau mờ nó đâu có thấy đường. Dạ. Hồi sáng là dì có đi hái không? Không. Hôm giờ cỡ mấy tháng nay không có hái đau rồi. Dạ. Đau chứ đi xuống lợ rồi không có hái. Dạ. Tiểu đường á. Dạ, gì bị tiểu đường hả? Dạ. Dạ. Rồi từ ngày mà em mưng bệnh tới giờ là cũng vất vả cho gì ha? Dạ. Dạ. Đâu có mặn gì đâu. Nhà nuôi nó hơn cháu nấu cơm rồi cho nó ăn. Vậy đó hả gì? Nó bả chết rồi đó, bả chết rồi đó mà bả. Tức queo rồi đó. Là sao vậy gì? Ý là bả đi ở đằng kia kìa, bả. Dạ. Đang ngồi nói chuyện. Dạ. Tự nhiên cái bả té ra, cái bả té đái luôn, té quần luôn. Rồi ta mới lại đây bà con xóm ghiền đây kêu để lên xe cấp cứu chở đi, đi dọc đường bả tỉnh nè. Dạ. Tưởng đó là bả chết queo luôn rồi đó. Bả bất tỉnh luôn, mới đá ẻm quần luôn rồi. Cỡ này mà bây giờ dì Nhận này mà có cái chuyện gì nữa là khổ cho hai cha con của chú rất là. Dạ. Rồi. Dạ. Nhờ mấy cô đó cho tiền đi nhà thương được. Dạ. 1 triệu mấy gì đó. Dạ. mới tỉnh nó sống lại, đừng nó bả chết rồi đó. Gì đó hay gì ha. Ừ. Dạ. À, đi bẻ rau vậy đó bán kiếm 5.000-10.000. Dạ. Một cá ăn. Cho bây giờ người ta cho. Cho bây giờ là em mừng thì cũng trụ cột cho gia đình mà bị tai nạn chỗ này rồi, bây giờ lúc làm sao lần mà nó đi làm hồ làm đồ đó. Rồi. Dạ. Giờ nó bị tai nạn rồi mừng hồi tháng giêng gì tới giờ nó có đi mặn gì được đâu. Bây giờ là coi như là gánh nặng đè lên đôi vai của dì Nhận nè. Nhìn thấy rất là đáng thương cô chú và anh chị. Nhờ có. Dạ. Người này cho kêu gạo chút đỉnh đồ ăn. Dạ. Ừ. Rồi với hái rau này kia nọ đồ bán. Dạ. Rau này dễ bán lắm. Rau này rau sạch nè. Dạ, cái rau này là Nguyễn Ngọc thấy rất là xanh mướt luôn nè cô chú và anh chị. Dạ, giờ nhờ đây nè, ta chồng ta chi. Dạ. Cho bán rồi cho. Kia còn xanh hơn nữa kìa. Dạ. Cái này là gì Nhận gì nói là gì bán 1 kg 20 rồi nè cô chú. 20 kia mà lặt. Dạ. Kia nè. Dạ. Lặt kia, lặt sạch mình mới bán được. À, về mình cũng phải lặt lại nó hả gì hả? Lặt lỡ, về người ta mua về người ta mới rửa người ta ăn. Dạ. Nè, gì chị muốn gì em bó bán lọn 5.000. Dạ. Vậy lát chị hai quẩn đi qua bển để không muốn mảnh. Thường là mình đi lặt rau vậy là một ngày mình bán kiếm khoảng bao nhiêu hả dì Nhận hả? 50 đủ con cá. 50 đủ con cá ha. Dạ. Dạ. Chiên thì hái nhiều, mệt thì cắt ít. Dạ. Cái cho kéo cắt. Thì không có đồng bạc nào. Cũng khổ ha. Ở nhà đâu đi vẽ đâu có. Dạ. Mắt mờ không dài mấy tháng nay giống đi như những cái mùa nước lớn lên là có khi nào ngập cái vườn này không hả gì hả?
cái này bao đê. Dạ bao đê ở ngoài kia rồi ha. Nói chung bao đê, là... cô bác người ta kêu mình vô hái á. Rồi thành ra không có ngập. Dạ. Mới làm đi Bình Dương về mới làm có vụ đầu nè. Dạ. Năm đó chú ơi. Dạ. Hai chồng tôi cũng đi mặn ở ngoài dữ lắm. Không có tiền hả, mặn gãy lỗ rồi, cố đất luôn đó. Dạ. Cố cái miếng đất này nè. Dạ, bây giờ về lấy lại làm ha. Chuột lại rồi mới làm đó. Dạ. Nói cho đi đâu cũng không bằng quê hương mình gì ấy. Dạ. Dạ. Chồng tôi ông bị tai nạn giao thông. Dạ. Với ông bị bệnh nữa. Dạ. Nên ông bằng công ty không có được nên ông mới về. Dạ. Về mới chuột đất lại mới làm đó chú ơi. Dạ. Bà không có lắm. Không, nhưng mà cái vụ đầu vậy là con thấy ngon lành đó gì. Bây giờ cái này là giáp năm rồi. Dạ. Dạ vậy thôi bây giờ dì cháu mình đi về nhà đi hả? Dạ. Dạ. Bẻ rau chai phải không? Rồi được, không có gì. Mày thùng bẻ mốt đi xin đi nha. Bẻ mốt nè. Thì bây giờ Quý Ngọc cũng kêu dì nhận đi về cô chú cho anh chị. Dạ. Dạ, giờ là cũng 4 giờ hơn rồi. Dạ 4 giờ mấy rồi. À, cái rau chai này là dạ, luộc chấm nước tương cũng ngon. Dạ, tính bẻ rau chai là chanh muối với gì nhận hay gì đây? À, bẻ vô gà hả? Ủa gà ăn cái này được nữa sao anh? Gì đó hả? Được anh. À. Nghiệp đó nó bị vợ bỏ nó hai đứa con hả chú? Vậy hả? À, vợ bỏ hay là bỏ vợ? Không, gà mà ăn được mấy cái rau này là cũng hay ha. Gà đó mình nuôi gà trống đá đó anh. À vậy đó ha. Coi như mình nuôi mình kinh doanh ha. Chứ mình không có chơi phải không? Đá rồi bán bán. Đá bán ha. Dạ rồi thôi cảm ơn anh nha. Dạ. À, thì đây của Ngọc cũng thấy có một rổ rau muống đó là của chú và anh chị. Cái rau muống này chắc gì lặt hồi sáng quá. Cái rau muống này gì lặt hồi nào vậy gì nhận ơi? Mới lặt hồi nãy á chú. À vậy đó hả gì? Chú ăn không? Dạ không, dạ không. Con thấy đây là chiều nay nhà mình ăn cái món này quá. Dạ chiều nay bắp bỏ chấm có kho. Dạ. Chiều nay bắp bỏ chấm có kho mới lấy mò mò cho mấy hái. Chấm có kho hả? Dạ. Dạ. Mua cái chốt hồi sáng á. Dạ vậy đó hả gì? Dạ. Dạ ở đây thì cái cầu vệ sinh mình sau này hả gì nhận? Dạ. À, cầu vệ sinh thì ngoài đó cô chú. Dạ. Ở đây là cái chỗ mà sàn nước là dạ. Để rửa chén bát và dạ. Đủ rồi nè. Dạ. Ở cái chỗ này thì con thấy rong nó đóng lên kiểu này là gì đi nguy hiểm lắm nè gì nhận. Dạ nha. Con chị cũng chà hoài á. Thỉnh thoảng gì chà cho nó sạch những cái rong xanh này đi. Dạ. Trơn. Dạ. Nếu mà trơn lên mà té cái là khổ nữa. Dạ. 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 Thì đây là bí nữa đó hay gì? Bí của người ta cho cái qua. Dạ. Dạ, cái bí non mà nấu canh cũng ngon lắm hay gì? Dạ. Cái chuối đây tùm lum con thấy khoai lang rồi đó. Dạ. Dạ. Khoai lang ta cũng cho. Dạ, rồi chiều nay nhà mình ăn cái món cá kho với là với bắp gỏi với muống. Bắp gỏi rau muống này đó hả? Dạ. Dạ, vậy thôi mình ra trước đi gì? Dạ. Dạ. Dạ, vậy là hồi sáng giờ gì cũng đi hái rau rồi đó ha. Dạ. Dạ. Một bữa thì dì bán kiếm cũng đưa vài chục ngàn hả dì? Dạ, dạ, vài chục ngàn đủ cá mình, cá nhín nhín nữa ha. Dạ. Rồi còn thuốc men hàng ngày của chú với em sao hả dì hả? Tiền của người ta cho mình rỉnh dành, mình ăn nhín nhúc mua nó. Một dạ. Tháng từ nửa tháng 499 mua lần tới 600 mấy giờ mua bà này bà. Bà lấy giùm nó rẻ hơn chút, lấy cái bà này. Dạ, thuốc hả dì? Dạ, nửa tháng nó uống là mua lần tới 600 gửi. Bây giờ bà đã phải thấy tụi nghiệp có mua giùm có 499 hay rẻ hơn trăm mấy đỡ chút. Dạ đúng rồi, có rẻ dạ. Hơn được chút ha. Dạ. Dạ. Rồi coi như là em mừng một tháng là 499 hay gì ạ? Nửa tháng á. Nửa tháng đó hả? Dạ. Còn tiền thuốc của chú nữa? Thuốc cũng uống thuốc ấy. Dạ. Chú cũng đi lãnh thuốc ở bệnh viện hả chú ha? À. Dạ. Mua hộp thuốc 100 ngàn, 30 viên. Dạ. Thì hiện giờ là coi như trong nhà mình là chỉ có 3 thành viên thôi hả gì hả? Dạ. Dạ. Thì dì nói gì là cũng mắc thêm cái chứng bệnh tiểu đường nữa. Dạ. Mà dì mắc cái chứng bệnh tiểu đường lâu chưa? Lâu 5-6 năm vậy. 5-6 năm nay rồi hả? Dạ. Dạ. Trước kia là dì có mập hơn bây giờ không? Mập bụ hả? Vậy đó hả? Dạ, giờ còn có 40 ký à. Dạ. Yeah.
Dạ, làm thì... có năm mấy ký rồi. Dạ đúng rồi, thì dáng người của dì cũng nhỏ bé thôi cô chú, nhưng mà dì nói trước kia dì chưa bệnh thì tới năm mấy ký. Dạ. Theo như của Ngọc nghĩ là 50 mấy ký là dì cũng nhỏ, cũng là mập mạp lắm á chứ không có ấy đâu. Nhưng mà bây giờ là dì bị chứng bệnh tiểu đường thành thử ra mới rút lại là dì ốm lại nè. Dạ. Tầm này thì theo như của Ngọc nghĩ là dì cỡ 30 mấy ký à. 40. 40 hả? Dạ. Bữa đó căng 40. Dì lãnh thuốc luôn anh. Dạ. Dạ. Rồi hàng ngày dì ăn cơm nước rồi được không? Ăn chén, đâu dám ăn nhiều. Chén giờ mình chưa có đói, mình kiếm đồ mình ăn. Dạ. Kiểu như cái bệnh tiểu đường này người ta cũng hạn chế ăn cơm. Dạ, dạ. Chủ yếu là rau nhiều á gì. Dạ. Bây giờ mình kiểu này giờ một mình gì là làm ra tiền thôi, thì sáng mình nấu cơm ăn sớm cũng được. Dạ. Ha. Dạ. Rồi gì đi lặt rau ở đây, rồi có những lúc mà đi lặt xa hơn là khoảng bao nhiêu cây số hả gì? Khác bên trong đồng nè, xa xa chút mà gắn đây mình lặt ở đây. Dạ. Thì cũng may mắn là những cái đám con ở đây cho. Người ta có rau cải người ta cũng cho mình đó ha. Dạ. Chứ không thôi ở đây mà muốn đi lặt thì cũng khó khăn lắm cô chú. Ta kêu. Dạ. Giao sạch không. Dạ. Thì cũng khổ cô chú. Bây giờ cái bệnh của chú thì cái bụng nó càng ngày càng to cái này nè. Dạ. Rồi tối nằm ngủ là mình nằm nghiêng hay là nằm sao hả chú hả? Nằm nghiêng. Nằm nghiêng hả chú? Nằm nghiêng. Dạ. Đó thì cái bụng của chú bự quá mà cũng... Dạ, nằm vậy thôi hả chú ha? Chứ nằm ngửa là không thở được hả chú ha? Cũng thở được, nằm ngửa lâu cũng nằm ngửa. Dạ. À. Mà nằm ngửa này nó mau mệt hơn nằm nghiêng hả chú hả? Thì chú nằm xuống là Ngọc thấy coi như là cái gương mặt của chú là đỏ hết trơn của chú và anh chị. Là như là máu nó dồn về ở trên mặt hết trơn hả chú ha? Dạ. Rồi mình nằm vậy là mình thấy khỏe hơn hay là mình ngồi thấy khỏe hơn chú? Ngồi khỏe hơn mà. Dạ, ngồi khỏe hơn ha. Mỗi lần chú tiểu tiện thì sao? Rồi chú cũng đi vô bô hả? Bô đó. Dạ. Thì coi như chú với em Mừng là cũng đi vô bô không cô chú? Dạ, bô nè. Dạ, có một mình gì coi như gì gánh vác hết là trọng trách này cũng dạ. Có hay gì á. Dạ. Dạ. Dì năm nay 59 tuổi rồi, nhưng mà theo như cái Ngọc nghĩ thì nhìn gương mặt của dì cũng Ngọc nghĩ rồi hơn cái số tuổi đó nữa cô chú. Mặn lắm chú, như là khổ. À, cực khổ rồi, bây giờ là chồng con lại mang bệnh nữa, đâm ra là dì cũng tư tưởng. Dạ. Dạ. Dạ dáng được trời nó Phật chứ biết sao giờ chú. Dạ. Đi mình ngủ nữa trời nó Phật cho mình mạnh giỏi. Dạ. Để kia đồ giấy nuôi chồng nuôi con mình. Thì bây giờ mà gì mà lỡ có chuyện gì thì chú với lại em Mừng này cũng khổ. Vất vả nữa. Dạ. Dạ. À, trước kia em Mừng ở bệnh viện nào hả gì hả? Ở Đồng Tháp. Vậy là dì qua bển dì nuôi em Mừng đó. Qua nuôi thì chị nuôi tiếp đi, nuôi đâu nổi, còn dạ. Đau đâu có dám nuôi. Rồi lúc đó thì bỏ chú ở nhà một mình. Một mình, người ta dạ. Nấu cơm cho bưng lại ta cho ăn. Dạ, coi như hàng xóm ta nấu cơm ta bưng lại cho ăn ha. Dạ. 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 Bây giờ Mừng em chịu khó, thí dụ như giấc sáng á. Giấc sáng cái mình tập đứng tới đứng lui, đi tới đi lui đó. Tại vì cái buổi sáng nó rất là tốt. Dạ. À, đó, mình chịu khó tập đi, nó nhanh phục hồi lắm. Rồi bác sĩ người ta tư vấn cho mình là về mình có đi điều trị ở đâu nữa không? À, Mừng. Không. Vậy đó hả? Dạ. Rồi trước giờ là em đi tái khám mấy lần rồi? Thì có tiền đi tái khám được lần rồi, lần thứ hai chứ không có tiền bây giờ đâu. Hai ba tháng nay đâu đi tái khám đâu. Vậy đó ha? Dạ. Thì em ấy nói nghe cũng thấy tội cô chú. Nói chung là từ ngày bị tai nạn giờ thì em ấy cũng đi tái khám một lần một thôi. Còn mấy đợt sau này thì cũng không có tiền bạc nữa, thành thử ra cũng không đi tái khám. Nếu như không đi tái khám kiểu này thì làm sao mình biết được là cái vết thương của mình là nó ổn hay chưa ha? Dạ, tại lúc trước bảo hiểm nó thanh toán, còn sau này không bảo hiểm nó không thanh toán. Ủa sao kỳ vậy? Nó chịch gì? Nó chịch giấy tờ gì đó, bây giờ đi làm không được. Trời đất ơi. Thì coi đó mình liên hệ địa phương thử coi Mừng. Nó kêu lên trên bệnh viện phú làm chính quyền làm giấy gì đó. Ừ. Đúng rồi, bây giờ là mình phải ra quyện thôi. Yeah. Ở đây thì thuộc về xã mà. Yeah. Thì muốn làm gì phải ra tới quyện rồi đó.
Nếu như đi bây giờ là gì phải đi đó. Dạ. À, gì đi nhưng mà yêu cầu người ta có kêu mình đi không hả Mân hả? Học tới em đi tới khám tới giờ cũng muốn đi luôn anh. Không biết làm giấy tờ luôn. Nói cho bây giờ tranh thủ đi làm đi, cái đó là cái quyền lợi của mình đó. Dạ. Nếu như mà mình không có làm giấy tờ đó sau này mình mất nhiều cái quyền lợi dữ lắm. Tại vì xin giấy chuyển viện gì á. À, nếu như có cái đó là mình mới có giấy chuyển viện được hả? Ừ. Tại đặc pháp nó kêu xin giấy chuyển viện. Viện tới một đặc pháp á hả Mân? Cũng không biết nữa. Đặc pháp với bệnh viện nó gì? Nếu mà xin được cái giấy đó là người ta thanh toán tiền lại cho mình hay gì? Không, bây giờ đi tái khám mình ở cũng tiền. À, thì bây giờ là gì coi ở vòng vòng xóm mình đó, hoặc là mình lên gần cái chỗ chính quyền địa phương mình đó, mình hỏi người ta. Dạ. Mình hỏi người ta bây giờ là muốn làm cái giấy tờ đó như thế nào đó, rồi có gì là ở địa phương người ta hướng dẫn cho. Dạ. Dạ. Rồi tranh thủ làm cho em nó có được hưởng cái quyền lợi đó đi gì. Dạ. Đi tái khám này kia nọ, lãnh thuốc uống hàng tháng. Dạ. À, chứ không bây giờ là gì cứ mua theo cái toa thuốc đó gì uống hoài nó cũng không kết quả đâu. Dạ. Tại vì mỗi cái đợt mà đi tái khám là phải có cái thuốc riêng nữa. Dạ. Hả? Tùy theo từng tháng. Ví dụ tháng này mà thí dụ như em mưng đỡ rồi, lần sau người ta mới hạn chế là nó giảm bớt cái này cái kia lại. Dạ. Chứ còn mình mà cứ cầm cái toa đó mình uống quanh năm suốt tháng thì nó cũng không tốt. Dạ thì hôm nay con cũng được sự chia sẻ của anh Dũng, có liên hệ với con, trình bày về cái hoàn cảnh của gia đình mình. Gia đình thì cái hoàn cảnh cũng thấy rất là thương cô chú và anh chị. Con cũng là thay mặt của chị Mạnh Thường Quân ở nước ngoài, là trích trong cái quỹ 2,9 triệu là gửi cho dì một phần quà là 400 ngàn. Cảm ơn nghe chú. Dạ, là của chị Mạnh Thường Quân ở nước ngoài. Thì con cũng mong sao là gia đình mình có duyên với được với mọi người á. Thì có ai hỗ trợ giúp đỡ cái gì đó thì con sẽ ghé đến thăm dì. Thì dì cũng cho phép con là đăng tải cái video này lên trên cộng đồng ha. Dạ thì em Nguyễn Ngọc xin phép thay mặt gia đình của dì với chú là cảm ơn chị Mạnh Thường Quân ở nước ngoài rất nhiều nha chị. Em chúc cho chị được nhiều sức khỏe và hạnh phúc ạ. Dạ thì thôi video đến đây Nguyễn Ngọc cũng xin tạm dừng nha cô chú và anh chị. Dạ thì thôi con xin phép con chào dì nha. Dạ thôi con chào chú nha. Chú cũng ráng cố gắng ăn uống vô hai chú ha. Dạ cảm ơn hết quý vị. Dạ. Chú bây giờ cũng thấy tội lắm cô chú và anh chị. Nói chung là gia cảnh gia đình mà bây giờ nhìn rất là đau lòng. Rồi trước giờ là chú có cân trong cái cơ thể mình là được bao nhiêu ký không? Ông không có cân. Dạ không có cân ha. Chứ là lúc xưa bệnh thì 58 ký, 60. 58, lúc chưa bệnh là chú nói chú 58 ký cô chú và anh chị. Mà tầm này thì Nguyễn Ngọc nhìn vô là chú từ khỏe hàng 7. Không có, chưa bệnh, bây giờ bệnh tấn không cần 7-80 ký, 7-80 ký, không dám cân đâu. Giờ cần 7-80 hả chú ha? Bệnh giờ cái bụng cũng quá trời. Thôi con chào chú nha.